Thời gian gần đây thì chúng ta ít thấy anh Hậu xuất hiện trên các phim, trên các chương trình. Mình hỏi câu đó thì anh cũng xin nói thiệt là vậy. Những năm trước á, một năm trung bình là anh đóng 5 đến 6 phim truyền hình. Nhưng sau này thì anh học thêm đạo diễn và anh có làm chung với một cái hãng phim với một anh bạn. Dạ. Đó là hãng phim HGT. Lớp học hồi nãy đó. Đó. Đúng là người ta nói là cái nghề nó chọn mình á. Tự nhiên ở hãng phim người ta mời anh với chị tới dạy. Lúc đầu anh cũng không có định dạy nữa. Tại vì xin chào thầy. Dạ chào Quốc Thuận. Chào Ngọc Lan. Đi nói nhỏ nhỏ thôi đang học. Dạ em chào chị. Dạ. Chị anh ơi, tụi em đến từ chương trình gõ cửa thăm nhà. Mà hôm nay là không có gõ cửa thăm nhà mà gõ cửa thăm lớp học. Được anh, được anh. Em chui vô được dạ. Nói chung là anh chị rất là hân hạnh để mời Quốc Thuận và Ngọc Lan vô. Dạ. Mời hai bạn. Dạ. Để đón chào anh Quốc Thuận và Ngọc Lan. À, các em vỗ tay thật là lớn nào. Hôm nay anh cũng rất là hân hạnh được gặp lại hai em. Cũng là một sự tình cờ với chương trình. Thì anh cũng muốn giới thiệu lớp của anh. Đây là các bạn học viên trong lớp của anh. Học diễn xuất, nói chung là diễn xuất về điện ảnh và sân khấu, hai thứ. Để không mất thời gian của anh chị hả, thì có lẽ là em với Ngọc Lan sẽ đến nhà anh chị ngồi ở ngoài trước cửa đợi anh chị nha. Rồi anh chị phải dạy, mới dạy xong rồi mới về chứ, đúng không? Đó mình sẽ hỏi chuyện về đời tư của hai đúng chị. Rồi anh Hậu cua chị Ngọc như thế nào? Anh ác các bạn quá. Có biết không, các bạn có muốn biết thầy Hậu cua cô Ngọc như thế nào không? Các bạn mà muốn biết thầy Công Hậu cua cô như thế nào thì các bạn hãy đón xem chương trình gõ cửa thăm nhà được phát sóng vào lúc 22:30 trên kênh HTV7 vào thứ năm, hoặc có thể lên YouTube mình coi lại cũng được nghe. Còn bây giờ không để mất thời gian của thầy cô đang đứng lớp ha, thì anh Thuận và Ngọc Lan xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye các bạn. Rồi thôi đi. Dạ. Rồi em về nhà, em đứng trước cửa em chào nha. Rồi cảm ơn hai em trước nha. Rồi chút xíu anh ghé nha. Cảm ơn em. Nhắc cho người nhớ, ngươi đã tự nhận làm kẻ nô bộc và đừng quên thân phận tôi đòi. Em đừng sầu khổ, em sẽ được an ủi vì một tình yêu rộng lớn. Đợi 2 tiếng đồng hồ. Dạ nhưng lỗi nha, xin lỗi nha. Không sao, nhưng mà hai anh em vui lắm. Có rất là nhiều những câu hỏi để mà muốn hỏi anh Hậu với chị Ngọc. Em muốn biết là hiện tại đó là chị Ngọc vẫn còn tham gia cái công tác đó là lồng tiếng hả chị? Đúng rồi. Thì hiện giờ Ngọc vẫn còn tham gia lồng tiếng cho các đài truyền hình HTV nè, rồi SCTV nè, rồi đài Vĩnh Long nè. Nói chung là chạy khắp các phòng. Có phim nước ngoài là chị Ngọc. Đúng rồi, hay người ta mời là mình đi. Yeah. Và cái lịch Ngọc làm việc cũng từ sáng cho tới tối luôn. Có phải là khi mà chị lồng tiếng phim nước ngoài á, là đôi khi là một mình chị mà lồng tới 2-3 nhân vật khác nhau. Ôi, giả giọng được rất là tốt luôn á. 5-6 người luôn chứ. 5-6 người luôn ha. Tổ lồng tiếng của Ngọc á, thời điểm đó hay là bây giờ cũng vậy, chỉ có 3 hoặc 4 nữ thôi. Thành ra Ngọc phải phân giọng ra. Cũng như khi mà đụng giọng 3 nhân vật với nhau, và thậm chí hả 2 bà già. Nhiều khi Ngọc nói chứ, trời đã phân tôi bà già này rồi, tôi đã xuống cái tâm thấp hết sức rồi, bây giờ lại phân cái bà già kia nữa, thì bây giờ làm sao để mà người ta phân biệt ra được là hai bà già. Ví dụ như, trời đất ơi, mày làm cái gì mà ha, mày đi từ sáng tới giờ mày không có về nghĩa là sao vậy? Hả? Tao đã nói với mày rất nhiều lần rồi. Trời ơi, má mày tới rồi kìa. Dạ thưa bà, tôi tới từ sáng tới giờ, nhưng mà tôi không có gặp con gái của tôi, tôi không biết nó đi đâu nữa. Bà không biết chứ ai biết đây, hả? Tôi nói với bà rồi, lên đây lần nào tôi cũng mất đồ nghĩa là sao vậy? Kìa, nó vậy rồi kìa. Dạ thưa má, con mới lên. Má ơi, trời. Má ơi, con hồi sáng này con đi ra bến xe con đón má, nhưng mà con không có gặp má. Thành ra con đi một chút xíu mà con chưa có kịp nói với lại mẹ chồng của con. Con xin lỗi. Xin lỗi cái gì hả? Bữa nào á mà bà về rồi nghe là tao đánh mày chết đó. Đừng có đánh mà, đừng có đánh. Tại vì má của con xin đi thăm một chút xíu thôi mẹ. Rồi lúc đó thì Ngọc nghĩ, trời ơi sao mà đụng quá trời đụng luôn. Ngọc nói hả? Xong rồi Ngọc uống nước,
uống nước xong Ngọc phải làm tiếp. Trời ơi, bà đổ thừa tôi ăn cắp đồ của bà kìa. Lần sau mới không lên đây nữa nghe không? Hay quá. Trời ơi, xuất sắc. Mọi người ơi, nổi da gà. Dựng đứng hết trơn. Đứng lên hết rồi. Anh Hậu, trong thời gian gần đây thì chúng ta ít thấy anh Hậu xuất hiện trên các phim, trên các chương trình. Mình hỏi câu đó thì anh cũng xin nói thiệt là vậy. Những năm trước á, một năm trung bình là anh đóng 5 đến 6 phim truyền hình. Nhưng sau này thì anh học thêm đạo diễn. Và anh có làm chung với một cái hãng phim với một anh bạn. Dạ. Đó là hãng phim HGT. Lớp học hồi nãy đó. Đó. Đúng là người ta nói là cái nghề nó chọn mình á. Tự nhiên ở hãng phim người ta mời anh với chị tới dạy. Lúc đầu anh cũng không có định dạy nữa. Tại vì anh không có khái niệm dạy. Và anh cũng không có nghĩ là anh sẽ trở thành thầy dạy về cái diễn xuất. Nhưng mà đúng là cái nghề nó chọn mình. Khi tới dạy tự nhiên là nó có lửa. Nó có lửa liền. Và bao nhiêu những cái kiến thức mà mình học thầy cô mình từ hồi đó giờ, tự nhiên nó trở về với anh rất là nhiều. Và nó trở thành nguyên một cái giáo án luôn. Mà dạ, anh hoàn toàn bất ngờ. Bây giờ là hai anh chị suốt ngày, thứ nhất là vừa lồng tiếng, rồi vừa làm đạo diễn phim, rồi vừa đứng lớp nữa. Rồi thời gian nào cho gia đình? Ra anh nói thiệt với hai em luôn, tụi anh chỉ có là chỉ có buổi cơm là gia đình là ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Nhưng mà anh chị là mấy anh mấy là hai đứa con. Bao nhiêu đứa lớn, bao nhiêu đứa lớn anh? Nó sinh năm 92, năm nay nó 27-28 tuổi vậy đó. Thì nó cũng học diễn viên. Dạ. Và học đạo diễn, nó cũng làm theo cái nghề của anh. Nó tên là Nhất Duy. Nhất Duy. Dạ. Còn một đứa con gái thì anh cho đi học ở Canada. Cho Ngọc xin cái này xíu thôi nha. Sao chị? Tức là giống như hồi nãy giờ nó là Quốc Thuận với Ngọc Lan nói là cũng có theo dõi Ngọc từ lâu rồi. Dạ. Nhất là Ngọc làm trong những cái phim TVB. Thì bây giờ Ngọc chỉ có một cái thử thách nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Cũng được thôi, đúng không? Dạ. Không sao cả. Nhưng mà để Ngọc thử xem là các bạn yêu thích cái bộ phim của tụi Ngọc làm như thế nào. Yeah. Thì Ngọc muốn là các bạn thử nói cho Ngọc nghe thôi. Là khi Ngọc thoại ra cái câu đó, chỉ một câu thôi, là các bạn đoán coi cái đó trong phim nào và là nhân vật nào. Trời đất ơi, khó à nghe. Trời ơi, đó giờ chỉ lòng hàng ngàn, hàng vạn nhân vật sao biết đây. Thành ra hên xui. Hên xui phải không? Bắt đầu. Ừ, bắt đầu. Ta đã dặn ngươi, từ nay đừng gọi ta là cô nữa rồi. Mà ngươi còn gọi nữa. Dương, cô Long Dương Quá. Cô Long chứ Dương Quá gì? Tức là cái phim mà có mày. Cô Long Dương Quá thường Điêu Đại Hiệp. Đúng rồi, Điêu Đại Hiệp. Hay quá. Câu này nha. Khen cho tỷ ca, khen cho trái tim thất cú lạnh lùng. Được, ta sẽ dùng trái tim thất cú lạnh lùng của hắn để tế đáp con cháu của chúng ta. Trời ơi. Cái thất ca, cái thất đó, ca tiếp là thất cứu lạnh của hắn. Nó làm cái tim bảy ngăn. Cái tim bảy ngăn như là đắc kỷ trù dương. Quá hay luôn. Cái tim bảy ngăn đó. Cái tim bảy ngăn của Tiễn Càng đúng không? Đúng rồi, đúng không? Của Tiễn Càng đúng không? Đây. Coi phim Đài Loan luôn. Anh chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Thần thiếp hiểu rồi. Từ nay về sau Mỹ Nương sẽ không quấy rầy bệ hạ nữa. Mỹ Nương, võ Mỹ Nương, võ Mỹ Nương, võ Mỹ Nương, võ Hậu, võ Tắc Thiên. Hay quá. Võ Mỹ Nương. Đồ. Lắm. Còn bây giờ chắc có lẽ là đã đúng rồi, đúng không? Không anh ơi, bây giờ là em rất là muốn nói chuyện với chị, cho nên là em có một yêu cầu nhỏ nhỏ là hai anh hãy dời gót đi ra bếp nấu đồ ăn. Đuổi khéo ra nữa. Bây giờ mình đàn ông mà mình phải ga lăng thôi ha. Thật ra đó là em với anh là biết nhau rất là lâu rồi, nhưng mà để có một cái buổi mà nói chuyện mà thân mật như thế này thì chưa bao giờ, đúng không anh? Đó, bây giờ không hỏi về nghề mà hỏi về đời tư nè, anh và chị Ngọc quen nhau như thế nào? Thực ra anh với chị là quen nhau nếu mà tính ra là mấy chục năm rồi. Dạ. Hồi đó học ở trường sân khấu điện ảnh á, lúc đó học chung lớp, lúc đầu anh không có thích vợ anh đâu, anh không có ấn tượng gì hết trơn á. Dạ. Nhưng mà sau một cái quá trình mà làm việc là lúc đó em biết mà, lúc đó khổ lắm, khổ xe đạp không có đi á, cho nên rằng anh em là vợ anh, bạn bè giúp qua lại, thì từ đó bắt đầu mới nảy sinh tình cảm. Hồi đó là chị Ngọc có tham gia đóng phim đồ không anh? Thực ra cái gốc của anh chị Ngọc thì cũng giống như anh em mình. Dạ. Đúng không? Mình anh là học bên kịch, anh học là diễn viên của sân khấu. Dạ. Cái gốc anh là bên sân khấu. Rồi lúc đó là chị Ngọc mới đi ra để diễn cho Đoàn Kim Cương và diễn những cái vai chính nữ rồi. Dạ. Lúc đó anh chưa có đóng cái gì đâu á. Dạ. Anh mới được mời tới để thử cái vai thôi. Dạ. Ở đó anh với anh Lý Hùng rồi Diễm Hương, Việt Trinh rồi
mời để thử vai cái phim đầu tiên là phim Phạm Công Quốc Hoa. Dạ. Đó, thì lúc đó anh được mời đóng cái vai ác. Đó là vai đầu tiên của anh. À, đầu tiên. Sau đó là anh thử thì anh mới được. Thôi cái em đoàn diễn là rồi, coi về đi. Rồi cả tháng sau người ta mới gọi điện thoại tới trúng tuyển. Giống như mình trúng tuyển vô học ở trường sân khấu điện ảnh vậy đó. Đúng đó, mừng lắm em. Mừng lắm anh. Chị, em theo em được biết nè, em tìm hiểu nè, thì cái tuổi thơ của chị nó cũng cơ cực lắm đúng không chị? Thật ra thì Ngọc mất cha từ lúc mà Ngọc sanh ra được 6 tháng. Ở nhà má thì có 6 người con và Ngọc là con út. Cho nên là sau khi ba mất rồi đó thì má đi dạy học tiểu học để má lo cho đàn con. Thì ở nhà Ngọc rất là nghèo. Lúc đó là tụi Ngọc ở dưới Mỹ Tho. Rồi đến khi mà Ngọc học lớp 5 thì Ngọc lên Sài Gòn. Ngọc lên Sài Gòn học. Trong thời gian đi học là để phụ với má là lo cho ở trong nhà. Thì cả nhà đều đi bán vé số. Và Ngọc nhớ là có những lúc mà bán mà dư tới hả 100 mấy chục tờ mà mình ôm cái vé số đó mình bán mà bán không được, trả không có kịp á, là coi như lỗ, là sụp vốn, đâu có lời được. Ngọc thi vô trường sân khấu thì Ngọc đậu xong Ngọc học luôn. Nhưng mà trong thời gian Ngọc học ở trường sân khấu thì phải nói là rất là nghèo. Cái nghèo gọi là nghèo bền vững á. Nghèo bền vững. Đó, dai dẳng. Cho nên những ngày Ngọc lên lớp thì Ngọc vẫn lên. Rồi tối tập bài thì Ngọc vẫn tập. Nhưng mà Ngọc vẫn đi bán vé số. Em cũng thắc mắc nha. Vì lý do nào mà chị Ngọc lại rẽ sang một cái công việc đó là lồng tiếng mà chị lại không tham gia đóng phim? Thực ra vậy, Quốc Thuận nghe không? Đối với anh, Bích Ngọc vợ anh là một sự hy sinh cho anh. Vì hồi đó lúc mà sanh con ra, lúc đó mình còn khó khăn lắm. Hai người, coi như nếu đi làm nghề hết, ai nuôi con? Ngọc mới là gần như là hy sinh cho anh. Ngọc bỏ không đi diễn, ở nhà chăm sóc con để cho anh chuyên tâm anh đi phim. Không biết á, bây giờ phim làm lẹ, chứ ngày xưa phim làm lâu lắm. Nên phim quay 3 tháng, 3, 4 tháng kiểu vậy đó. Và bây giờ thì ngược lại, khi con đã lớn rồi, nó đâu đó rồi thì Bích Ngọc và xã Anh dẫn được quay lại sân khấu của chị Ánh Như. Chị Ánh Như với anh Thành Hội á, ở Hoàng Thái Thanh để diễn kịch. Mình đã tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, lớp diễn viên. Nhưng mà cơ duyên nào chị lại rẽ ngang qua một cái sự nghiệp lồng tiếng? Đó là do hoàn cảnh đẩy đưa đẩy. Có nghĩa là Ngọc tốt nghiệp xong rồi, rồi sau khi về thực tập xong rồi về thì Ngọc diễn ở đoàn kịch nói Kim Cương. Dạ. Thì tới cái năm 90 là cái làn sóng phim TVB coi như nó chiếm lĩnh thị trường luôn và người ta rất là mê phim bộ. Thì lúc đó là năm 91, năm 90 Ngọc mà chuẩn bị lấy anh Hậu. Sân khấu thì bỗng nhiên khán giả rất là ít khách. Người ta cứ coi phim không mà, người ta ít đến rạp. Dạ. Thì bên TVB tuyển, Ngọc qua đó thi tuyển thì được đậu. Đậu xong rồi năm 91 anh Hậu lấy Ngọc thì anh Hậu nói là thôi em ở nhà coi con đi. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đúng rồi. Dạ. Cho nên là Ngọc chấp nhận lui về để cho anh đi quay phim, đi diễn tiếp. Cảm giác khi mà mình ở nhà và mình nhìn các bạn đồng trang lứa của mình chạy xô thì cái cảm giác của mình lúc đó nó như thế nào? Rất là đau khổ. Dạ. Thật sự thì để vượt qua điều này không phải dễ. Dạ. Tại vì giống như là Ngọc nói với Ngọc Lan rồi, là vì Ngọc đam mê từ nhỏ. Như với các bạn khác, có thể các bạn lúc lớn lên rồi thấy người này diễn, người kia diễn, rồi tự nhiên các bạn yêu thích và các bạn theo. Nhưng mà dường như là cái định mệnh về nghệ thuật nó đã ăn trong người Ngọc từ bé. Cho nên là mình đang là một diễn viên đoàn kịch. Khi mà cô Kim Cương đi Bulgari thì những cái vai chính của cô thì cô giao lại cho Ngọc. Để buông bỏ sân khấu đối với Ngọc là điều không dễ dàng. Em hiểu. Nhưng mà thứ nhất là tình yêu đối với anh Hậu, thứ hai là tình yêu đối với con. Cho nên mình chấp nhận lui về. Ngọc Lan biết, Ngọc có những đêm mà Ngọc ngủ, Ngọc nằm mơ, Ngọc thấy mình bay ở trên sân khấu và Ngọc thấy mình đi diễn mà Ngọc vẽ mắt được có một bên à, còn bên có vẽ không vẽ kịp.
Nó giống như là một cái ước mơ của mình bị chặt bỏ nửa chừng theo ý nghĩa của giấc mơ. Mình thì đang từ bỏ cái sự nghiệp, từ bỏ cái niềm đam mê của mình, sanh con. Anh Công Hậu thì đàn ông mà không, họ không có ảnh hưởng về ngoại hình, mà họ càng ngày họ lại càng đẹp hơn. Và khi họ được thỏa với cái niềm đam mê thì họ lại càng thăng hoa nhiều hơn. Cái cơ hội để tiếp xúc với những cô gái đồng nghiệp hoặc là những cô gái khác, ví dụ như khán giả đồ này nọ, thì dễ có cái điều kiện để mà họ ở những gần nhau nhiều hơn. Thì chị có bị lo lắng hay không? Nói là Ngọc không lo là không đúng, nhưng mà thật sự ra không có thời giờ để lo. Tức là ngoài cái niềm tin của Ngọc với anh Hậu ra, Ngọc còn có là con cái. Con cái về cho nó bú rồi nó bệnh, nó quả này kia nọ. Tại một lần anh đi diễn, anh đi quay gì đó là mấy tháng trời, thì Ngọc ở nhà chỉ có quay quắt với con Ngọc thôi. Cho nên Ngọc xác định là miễn là mình tin anh Hậu và miễn là anh thương yêu mình thì mình không sợ cô đơn. Khi ra mắt phim thì một là Ngọc không đi dự, để cho người ta, không phải mình giấu, nhưng mà mình làm phim, mình làm phim TVB á, mình thấy nhiều người là người ta đang thăng tiến trên sự nghiệp như nè, người ta không có công khai gia đình. Bà Ngọc chấp nhận không đi coi anh diễn. Cái việc mà không công khai với công chúng về gia đình riêng của anh Hậu là chủ đích của chị hay là của anh? Anh là người đề xướng việc này. Và Ngọc cảm thấy đúng. Chị có suy nghĩ lâu về cái vấn đề này không? Không, nghĩ để cho khán giả đến với ảnh nhiều hơn và yêu thích ảnh nhiều hơn. Và ảnh còn trẻ quá mà, có đôi khi cũng rất là chạnh lòng, nhưng mà phải chấp nhận. Và có những lúc mà Ngọc năn nỉ được anh Hậu, anh cho em đi theo đi, em coi với. Thì đi gửi xe xa xa, anh đi trước. Anh vô rồi Ngọc lủi thủi đi làm sao. Ngồi hàng ghế cuối cùng, anh Ngọc lúc đó không có buồn. Được đi theo coi anh và được thấy anh ở trên sân khấu là được người ta tung hô rồi, được tặng hoa là đối với Ngọc là cả một cái hạnh phúc rồi. Tại vì Ngọc nghĩ rằng là đó là cái sự nghiệp của chồng, và mình là người vợ, mình có bổn phận, mình phải chăm cho anh. Lúc đó chị cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần được đi coi anh diễn, mặc dù là ở vị trí nào đi chăng nữa, chị cũng rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ khi chị kể lại, em thấy trong mắt chị đượm buồn. Có cái sự long lanh của nước mắt trực trào ra. Thế thì em đang không hiểu là cái cảm xúc của chị như vậy là tại sao? Thật ra thì nếu như cái chuyện này nó chỉ một thời gian ngắn thôi, đúng không, thì mình sẽ cảm thấy là ok. Nhưng mà rõ ràng là nó quá dài. Và khi mà mình sinh đứa con thứ hai, tức là Ngọc sinh ra đứa con thứ nhất rồi, thì 9 năm sau Ngọc mới sinh đứa con thứ hai. Và lần này thì cái sự gánh vác nó nhiều hơn. Là tại vì khi bé Đông nó còn nhỏ mà anh Hậu vẫn đi diễn miệt mài, Ngọc thì chở đằng trước một đứa, đằng sau lưng đứa, và lúc nào cũng phải bành chân ra như vậy, và canh giờ đưa đi đón về và chăm sóc. Thì phải nói nó rất mệt. Em rất muốn biết là cái giai đoạn mà anh đang trên đỉnh cao đó, anh đi đóng phim rất là nhiều, thì mỗi một phim như vậy là anh, cái thời đó thì dĩ nhiên là coi như là anh với anh Lý Hùng là quá nổi tiếng rồi đó. Thành ra là cái điều kiện để tiếp cận với các diễn viên nữ rất là nhiều. Vậy thì lúc đó chị Ngọc có ghen không? Trời ơi, thì bà xã anh cũng ghen lắm chứ. Nhưng mà bà xã anh á thì Bích Ngọc ghen nhưng mà lại hiểu nghề. Có nghĩa là cái nào đúng, có nhiều khi anh diễn với một cái cô bạn gái đó mà diễn mà không đúng, thì khi bà xã anh cũng yêu cầu anh phải diễn tới luôn, tới luôn cho mùi mẫn rồi kia nọ, phải không, cho có tình cảm rồi kia nữa đó. Nhưng mà ghen vẫn ghen nhưng mà về nhà vẫn nói, vẫn hỏi thòng ra cái gì phải nha, gọi là phim giả nhưng mà tình không được thật nha, cái kiểu vậy đó em biết không. Nhưng mà có bao giờ mà gặp trục trặc không hai vợ chồng? Thực ra thì mình nói không có, mình nói dốc. Em tính đi, anh đến giờ anh đóng 100 mấy chục phim rồi. Anh nói thiệt, anh không nhớ 100 mấy chục phim chính xác rồi, nhưng mà đóng rồi, đôi khi mình đóng với người này kia nọ, mình cũng bị hơi gọi là say nắng, gọi là một chút say nắng chứ có. Nhưng mà khi thực sự mà khi anh về, anh có một cái là anh về anh ngó cái máy ấm của anh thấy con mình
mình thấy vợ mình thôi, mấy cái sai nắng đó anh bỏ liền, anh bỏ liền. Dạ. Yeah. Thật sự quan điểm của anh là không có gì bằng cái gia đình của mình hết. Đúng vậy. Thanh xuân của chị dành hết cho anh luôn, chị hy sinh hết cho anh, chị dành cho các con. Thế thì em hỏi thiệt, có bao giờ chị hối tiếc vì những gì mà chị đã hy sinh không? Mình chỉ hối tiếc khi nào mà trong tim anh ấy không có mình. Có nghĩa là anh nói với chị rằng là em cũng phải hiểu rằng là khi mà anh nổi tiếng và khi mà anh đi quay đi diễn vậy, có rất nhiều khán giả đi theo anh và chỉ được ôm anh thôi, hoặc là chỉ được anh ôm thôi. Nhưng mà anh nói là không, anh đã có vợ rồi, đừng làm như vậy. Xong rồi cái cô khán giả đó nói là, cô bé nói là, ủa anh bị đê hả? Đó thì khi mà anh về anh kể cho chị nghe như vậy, anh hỏi rằng là, đó anh kể cho em nghe rồi đó, em có thấy thương anh không? Em có thấy là em có muốn thưởng anh không? Thì chị hôn anh một cái và chị nói thưởng chứ, và cảm ơn anh đã dằn lòng được. Rất là cảm ơn chị cái buổi trò chuyện này, bởi vì em được biết nhiều hơn những cái điều mà anh Công Hậu cũng như là báo chí cũng chưa biết được đâu. Em là người may mắn em được biết nè. Và em rất là ngưỡng mộ chị, một cái người phụ nữ hy sinh cái sự nghiệp của mình, bỏ luôn cả cái niềm đam mê của mình để mà lui về làm hậu phương, phải nói là vững chắc vô cùng cho anh Công Hậu. Cho nên rằng là một tí nữa vô bàn ăn, em sẽ nói chuyện với anh Công Hậu và em sẽ bắt ảnh làm một cái điều gì đó để coi như là bù đắp lại tất cả những cái sự hy sinh của chị cả mấy chục năm trời. Giờ mình vô ăn cơm. Mình vô ăn, nãy giờ em cũng đói. Em đói. Dạ. Xuống thêm nhiệt Live Cool giúp cho người nấu trong nhiệt miền mệt mỏi, sức đề kháng kém, nhiệt làm thì uống liền Live Cool. Wow, thì ra nãy giờ là hai chị em tâm sự ở ngoài kia, là hai anh lăn lộn ở trong bếp để làm ra những cái món ăn. Em không biết ăn có ngon hay không mà cơ bản là phần nhìn là đã rồi đó. Ngon là chắc chắn ngon. Thật ra thì anh cũng nói thiệt, này là mấy cái món này là chị Ngọc đã chuẩn bị trước rồi. Coi như hai anh em anh là chỉ vô để hâm lại xíu thôi, chứ không có hai anh em anh là chỉ sắp mâm thôi. Thôi sắp xếp để sao cho nó đẹp đẹp thôi. Đó. Nãy có bây giờ nè, ăn thì cứ lo ăn, đừng có băn khoăn cái chuyện là đồ ăn nó từ đâu đến nha. Rồi, okay, mời. Ok, mình ăn. Mời anh chị. Đây em mời anh chị. Toàn là những món mà mình khoái khẩu không. Em nói thiệt với chị, em cuộc đời em không được gì ngoài cái chuyện gọi là tự nhiên hết trơn. Tự nhiên lắm. Sực nhớ ra một điều, đó là em bây giờ em cần phải hỏi tội anh. Nói vậy. Gì? Anh có thấy rằng anh nợ cái thanh xuân của vợ mình điều gì không? Ngọc Lan hỏi thì anh cũng nói thiệt. Thực sự lúc đầu thì anh không có, những năm về trước dạ, anh không để ý. Nhưng mà sau đó thì anh thấy chứ. Anh thấy rõ ràng thì chị Ngọc đã có những khoảng thời gian đã hy sinh cho anh, bằng cách là chị Ngọc không đi diễn. Ngày xưa chị Ngọc là một diễn viên, cũng là một diễn viên chính cho đoàn kịch nói Kim Cương. Dạ. Diễn những vai đầu chính, đã nghỉ ở nhà để chăm sóc con, để cho anh yên tâm, anh đi làm nghề. Chính vì thấy điều đó anh mới thấy anh thương vợ anh hơn. Không phải có qua chuyện này anh mới nói. Quan điểm của anh là có làm bất cứ một cái gì nữa, cái nghề nghiệp của anh mà, thì khi anh đóng hôm nay anh đóng như người này, ngày mai anh đóng như người kia, anh đóng như nhiều người đẹp lắm. Nhưng mà có những lúc nào đó cái lòng anh nó hơi sao lãng một chút xíu á, thì anh hay nghĩ về những cái lúc mà Ngọc Lan nói. Tức là vợ mình, cái người này đã từng chia sẻ với mình những lúc mình khó khăn, những lúc mình không có gì, những lúc mà những cái đầu tiên khán giả không biết tên Công Hậu là ai, mà cái người này đã thương yêu chăm sóc cho mình, hy sinh cho mình. Rồi bây giờ nếu mình có được một cái gì ở một cái thành công trong cá nhân mình quên đi những điều đó, thì mình là cái thằng gì? Ủa nhưng mà anh giấu chị Bích Ngọc trên truyền thông là tổng cộng là bao nhiêu năm? Hầu như người ta không biết là Bích Ngọc là vợ anh, đến năm anh 30 mấy tuổi á, gần 40 tuổi luôn á, người ta không biết Bích Ngọc. Nhưng mà anh cưới chị Ngọc là lúc đó anh mấy tuổi? Lúc đó anh 27, 28 tuổi. Mấy tuổi giấu ở đó cái phim đầu tiên, mấy năm phim lần. Phạm Công Quốc Qua với lại Thạch Xanh á. Thực ra gì nè Ngọc Lan, thấy không, Nhi Thuận, cái đó nó là một tâm lý chung của diễn viên mà anh không nghĩ không phải riêng anh đâu. Em hiểu vấn đề đó, em hiểu. Hay giấu lắm, diễn viên á, nam hay nữ vậy, lúc mà
nó đang ở cái đỉnh cao với lại cái đương thời á, lúc nào cũng có một cái lượng fan. Và nhiều khi khán giả ngộ lắm, khán giả của mình á, có nhiều khi khán giả nữ đi, anh nói hồi đó anh đi diễn mà nếu khán giả biết con trai này có vợ rồi là tự nhiên ve là tự nhiên mình bị mất khán giả, chuyển qua mến mộ người khác. Thật ra là ưa giấu cái tâm lý anh lúc đó, là thật sự anh không gì nhưng mà anh cũng không muốn anh cho người ta biết là vợ anh là Bích Ngọc khoảng 45, 47. Trời ơi, thì lúc đó là anh mới nghĩ rằng ủa sao kỳ ta, ủa sao vợ mình mà mình giấu vậy. Nó cũng vừa là thiệt thòi cho vợ mình, nó là cái tinh thần thôi mà. Cho nên thật sự là những năm sau đây, mười mấy năm trở lại đây thì đi đâu đó anh đều dắt vợ anh đi hết đó. Đó là lý do mà em hỏi anh là thanh xuân của vợ anh có nợ cái điều gì hay không đó. Thì cũng cái đó sau đó anh nghĩ ủa mình cũng sai à. Con người ta, anh biết không, trong bất cứ một con người nào anh nghĩ nó đều có cái sai cái đúng, nhưng vấn đề là mình thấy được cái sai mình hay không thôi. Dạ. Yeah. Thì anh thấy được cái sai của anh và anh sửa sai bằng cách là sau này anh đi đâu anh cũng dắt theo hết. Ra có cái chuyện này rất là vui, tức là lúc đó gần 50 tuổi rồi thì cái lúc mà anh Hậu được giải nhì cái HPV Awards đó, yeah, thì đó là lần đầu tiên Ngọc được đi theo anh Hậu với tư cách là một bà xã. Ngọc mới đi ra ngoài tiệm đó, Ngọc sắm một đôi giày cao tấc, Ngọc mang để Ngọc nói với anh Hậu là anh, em phải mang đôi giày này tại vì chung quanh anh toàn là người mẫu mà ai cũng cao cao, diễn viên ai cũng cao hết trơn á, mà đã cao rồi người ta còn mang gót 1 tấc 2 tấc rưỡi nữa, thì em đi cạnh anh em cảm thấy em quá lùn. Và thứ hai nữa là người ta quá đẹp thì em bây giờ già rồi em quá xấu. Cho nên bản thân chị cũng rất là mặc cảm. Nhưng mà lần đầu tiên được đi với chồng là thấy là đã rồi, quá hay rồi. Yeah. Thế là chạy đi ra ngoài tiệm mua cái đôi giày cao như vậy để đi, thì đứng trước gương rồi đi qua đi lại, đẹp quá, ngon lành ha. Cái hồi mà mình 20 mấy tuổi mình đi diễn trên sân khấu trống đồng là mình đã mang gút 1 tấc rồi, mình nhảy cà tưng rồi, thì bây giờ mình nghĩ vẫn ok. Thế là chị về, chị đi lên HTV Awards, chị có bước mấy bước ra tới cửa thôi là chuột rút. Rồi sao chị? Trời quê quá không biết làm sao, lấy đôi giày xăng đan mang vô, xong rồi bỏ cái gút đó vô trong cái giỏ đó, xong rồi là đi cà thọt đi theo ảnh. Nhưng mà cái chấp luôn lùng cãi đó. Đúng rồi, đúng không? Có nhiêu sạch nhiêu. Thôi bây giờ vậy nè, để bù lại cái khoản nợ mà không công bố vợ của mình đó, thì hôm nay em biết được rằng anh Hậu có một món quà muốn tặng cho người tri kỷ tri âm của ảnh. Thôi giờ nè, em rất muốn nghe anh nói một vài điều gì đó với chị trước khi anh móc cái quà ra. Thực ra nếu mà để nói một lời với vợ anh á, thì anh chỉ muốn là vợ anh hãy đi với anh, hãy đồng hành với anh cho đến lúc chết. Vậy thôi. Tại vì á, em biết không, mà con người ta thì có sinh thì có tử. Cái tài năng, cái sắc đẹp, danh vọng, tiền tài, tất cả mọi thứ nó đều sẽ hết. Vậy thì nó còn cái gì ở trong người con người mình? Nó còn là cái nghĩa. Anh muốn vợ anh hãy đồng hành với anh cho đến khi anh không còn thở nữa. Em rất cảm ơn anh là hôm nay anh nói với em cái điều đó. Em mong là anh sẽ làm được. Và nếu như mà anh vẫn còn nắm tay em bước đến cho đến cuối cuộc đời thì em sẽ không buông tay ra. Rồi bây giờ hành động đi anh. Dạ, quà đâu anh? Này, đây. Quà dành cho em. Cái này. Hình như nó có cái gì nữa, nghe. Nó có cái gì hồng hồng nữa kìa. Đây là một phích thiệp. Chắc chị đọc cho em nghe luôn đi chị. Đối với anh, em luôn là con chuột nhắt dễ thương. Cách đây 30 năm, anh luôn nhớ đến những hy sinh của em dành cho anh. Mong rằng chúng ta sẽ đi với nhau cho đến ngày nhắm mắt. Cảm ơn anh chị ngày hôm nay đã cho em những cái bài học rất là quý giá về nghề, về đạo và về cách sống trong cái nghĩa vợ chồng nó là như thế nào. Còn nữa là công Hậu rất là cảm ơn chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đã tạo điều kiện cho công Hậu và Bích Ngọc mà được tiếp xúc cùng khán giả và gặp được anh diễn viên Quốc Thuận.
chị diễn viên Ngọc Lan. Rất mong là chương trình chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Tụi em cũng rất là cảm ơn anh chị. Em tiếp theo lời của anh Bin, đó là em chúc cho anh chị thật là nhiều sức khỏe để có thể đào tạo ra thật là nhiều cái lứa diễn viên. Tre già thì măng mọc, mà với anh chị thì anh chị sẽ cho ra những cái lứa măng mà rất là chất lượng. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.